dấu hiệu người nhiễm kim loại nặng. Hư hại hệ thần kinh, suy giảm chức năng thần kinh khiến cơ thể mệt mỏi không rõ nguyên nhân và hạn chế sự phát triển, chính là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị nhiễm trì. Dấu hiệu nhiễm thủy ngân bao gồm cảm giác run, mất cân bằng, tức ngực và sự mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Nhiễm cadmium sẽ khiến cơ thể buồn ngủ, mệt mỏi và gặp khó khăn về hệ tiêu hóa. Để ngăn ngừa nhiễm kim loại nặng, hãy hạn chế tiếp xúc với nguồn tiềm ẩn nguy hiểm. Sử dụng thiết bị bảo vệ, kiểm tra nước và thực phẩm đều là những biện pháp quan trọng. Đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế nếu bạn hoặc người thân gặp các triệu chứng này. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ sức khỏe và tạo ra môi trường sống an toàn hơn bạn nhé. Tầm soát kim loại nặng tại Healthcare. Phát hiện nhiễm độc kim loại nặng, phát hiện thiếu hụt nguyên tố vi lượng, chức năng sinh tồn của cơ thể, mức độ lão hóa, cơ quan, da, tóc vân vân. Thiết bị nhập khẩu từ châu Âu, được chứng nhận CE bởi Liên minh châu Âu về tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm đối với sức khỏe con người và môi trường. Hiệu quả được kiểm chứng chỉ sau 24 giờ, trả kết quả ngay sau 2 phút, không lo sai lệch kết quả. Ưu đãi 50% cho 10 suất đăng ký đầu tiên. Liên hệ ngay hotline để đặt lịch cùng bác sĩ chuyên gia hàng đầu. Healthcare, 6A Phạm Đình Toái, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Hồ Chí Minh, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh. Hotline 0901 311 355 hoặc 02888 862 826. Email info@healthcare.vn.